Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua Payback Money từ Vietcombank nha các bạn, để chúng ta có thể đầu tư vào Fortinet các bạn. Chúng ta vào cái trang web sàn tiền ảo .com các bạn, để chúng ta thực hiện cái thanh toán các bạn. Đó, đây là cái trang sàn tiền ảo ha, rất là uy tín các bạn. Thì ở đây thì chúng ta muốn mua ha, chúng ta mua cái tiền Payback Money này thì hiện nay nó là cái tỷ giá của nó là $1 là bằng 23.170 Việt Nam đồng các bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vào để tài khoản, chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản ví Payback Money các bạn. Sai. Đó, thì đây là cái tài khoản Payback Money các bạn. Thì đây là chúng ta sẽ chọn cái tài khoản USD ha, thanh toán bằng tài khoản USD. Thì hiện tại nó đã có $2.15 rồi ha. Bây giờ mình sẽ copy cái số tài khoản này vào cái sàn tiền ảo các bạn. Đó, thì nó sẽ ra cái tên tài khoản là của mình ha. Đó, đúng tên thì không các bạn kiểm tra ha. Thì bây giờ thì mình sẽ xem mình phải mua bao nhiêu ha. Đó, bây giờ mình sẽ thanh toán $228 các bạn. Chúng ta tiếp tục ha. $228, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Nó yêu cầu là email. Đó, thì được ưu đãi là $1.400. Đó, bây giờ chúng ta để vào thanh toán nha các bạn. Mình mua 228 Payback Money ha. Đó, thì bây giờ là nó sẽ có cái mã giao dịch ha. Đây là đang còn chờ thanh toán các bạn. Đó, nó sẽ ra này. Đó là số tài khoản Vietcombank ha. Đây là số tài khoản các bạn. Chủ tài khoản là Eden Shop ha. Chi nhánh Gia Lai. Đây là số tiền các bạn. Số tiền mình cần phải thanh toán là phải đánh chính xác từng số lẻ luôn ha. Đó. Nội dung chuyển tiền ha. Là cái dòng tô đậm các bạn. Bạn hãy chuyển chính xác số tiền kể cả số lẻ và nội dung chuyển tiền như hướng dẫn, phần in đậm, nếu không chúng tôi sẽ không xử lý. Đó các bạn phải đánh cho nó chính xác số tiền và nội dung ha, chứ không là không được xử lý. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Vietcombank của mình các bạn. Đó, mình sẽ vào tài khoản Vietcombank. Ta đăng nhập vào các bạn. Rồi, như vậy chúng ta sẽ vào sẽ chuyển tiền trong ngân hàng các bạn. Nếu mà khác ngân hàng thì các bạn hãy chuyển là ngoài ngân hàng ha.
Thì ngoài ngân hàng thì chuyển trong giờ hành chính thôi. Còn bây giờ mình chuyển trong cùng ngân hàng thì mình chuyển rất là lẹ các bạn. Bây giờ mình sẽ copy cái số tiền ở số tài khoản các bạn, copy số tài khoản của người nhận vào ha. Do mình đã thanh toán mấy lần rồi cho nên là giờ nó đã có số tài khoản đây ha. Đúng tên chưa? Các bạn xem đúng tên chưa? Đó. Và đây là số tiền các bạn, số tiền ta cũng copy chính xác luôn, 5.281.000. Đó. Kiểm tra lại ha. 5.281.362. Ok. Bây giờ chúng ta copy cái nội dung giao dịch vào các bạn. Chúng ta bắt vào đây ha. Đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần để cho chắc chắn để mình có thể chuyển ha. Đó, bây giờ mình sẽ vào chuyển các bạn. Và xác nhận ha. Đó, thì bây giờ nó sẽ gửi cho mình cái tin nhắn, cái mã OTP của ngân hàng các bạn. Đó, như vậy là chúng ta đã giao dịch thành công nha các bạn. Bây giờ nó chờ để nó có báo tiền ở bên này nhận được. Thì bên Vietcombank là mình đã chuyển xong. Đó, bây giờ đang chờ thanh toán các bạn. Từ Vietcombank ha. Bạn vui lòng chuyển theo hướng dẫn trên. Ok. Bây giờ chờ khi nào nó chạy xong đây, nó xác nhận đã thành công thì mình sẽ kiểm tra bên cái ví xem các bạn ha. Chờ một lát các bạn. Đó, bây giờ nó chuyển dần sang màu khác ha. Đó thì chúng ta nên mua cái gói 185 đô các bạn, để chúng ta được hưởng nhiều phần trăm hơn từ cái hệ thống cấp dưới của mình. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho những người cấp dưới thì có những phương pháp đầu tư như thế nào để cho hiệu quả và thu lại những cái lợi nhuận tốt nhất từ Futurenet các bạn. Thì nếu như các bạn nào đã tham gia cái hình thức click quảng cáo AdPro thì chúng ta hãy đầu tư thêm vào cái hệ thống Futurenet này thì sẽ được thu được nhiều cái lợi nhuận nó nhanh hơn các bạn. Đó thì đã hoàn tất rồi các bạn ha. Mình vào để mình kiểm tra xem. Đó, để mình vào mình kiểm tra thông ký này xem tiền đã về đây ha. Đó các bạn, hiện tại là cái tài khoản của mình thì đã có 230 đô rồi ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào cái ví Payback Money này nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ dùng cái tiền ở trong ví này để chúng ta có thể thanh toán trực tuyến hoặc mua ăn bách tại Futurenet AdPro nha các bạn. Cũng như là dùng cái tài khoản này để chúng ta có thể nộp tiền hoặc rút tiền từ cái tài khoản Futurenet về nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.